Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam ngày 14 tháng 2. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của Sở Giao thông Vận tải các địa phương, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 5 tháng 4. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có trách nhiệm tăng cường đôn đốc các Sở Giao thông Vận tải trong việc thực hiện quản lý hướng dẫn về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại địa phương. Đối với Sở Giao thông Vận tải hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm, đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện gây ra vụ tai nạn nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 21 tháng 2. Đối với các sở giao thông vận tải địa phương, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, lực lượng cảnh sát giao thông công an Hà Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 đến 20 giờ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 100 lượt phương tiện, trong đó phát hiện 3 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Tôi sẽ về tôi nói với gia đình. Với lại tất cả anh em là tôi cố gắng mà tham gia giao thông làm sao mà cho nó an toàn, đừng có uống rượu bia như tôi. Từ Tết Nguyên đán đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Nam đã phát hiện 828 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 4,7 tỷ đồng cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông và thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Nghiêm cấm việc can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị mình quản lý vi phạm Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới. Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong công tác kiểm định phương tiện phải thực hiện việc lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định đối với trường hợp kiểm định không đạt các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định lập thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng không tự ý chế bản hoặc viết tay không theo biểu mẫu trường hợp phát hiện sai khác phải báo cáo về cục đăng kiểm việt nam để được hướng dẫn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật cục đăng kiểm việt nam cũng nghiêm cấm các hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng phần mềm của thiết bị thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định